Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến môn sinh học. Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu ở bài số 43 giới thiệu chung hệ thần kinh. Thì bây giờ cô sẽ có một câu hỏi nhỏ. Hãy điền các cụm từ sau vào chỗ trống trong sơ đồ của hệ thần kinh. Từ thứ nhất là bộ phận ngoại biên nè, bộ phận trung ương, dây thần kinh, hạch thần kinh, não bộ và tủy sống. Bây giờ các em sẽ điền 6 từ này vào 6 vị trí tương ứng. Làm sao để tạo thành sơ đồ hệ thần kinh để ôn một chút xíu về bài số 43 mà chúng ta đã học vừa rồi nha. Các em thử làm ở nhà xem sao ha. Như vậy bây giờ cô và các em sẽ tìm hiểu xem đáp án như thế nào. Rồi, chúng ta sẽ thấy rõ ràng ở cấu tạo hệ thần kinh thì sẽ gồm có hai bộ phận chính là bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên. Bộ phận trung ương thì gồm có não bộ và tủy sống, còn bộ phận ngoại biên thì gồm các dây thần kinh đi ra từ não bộ và tủy sống, kèm theo đó là những cái hạch thần kinh. Theo như chương trình mới nhất mà Bộ Giáo dục đã gửi cho chúng ta thì bài số 44 chúng ta sẽ không cần phải học mà các em sẽ tự đọc bài số 44. Do đó hôm nay cô sẽ tiếp tục qua bài tiếp theo là bài 45 để tìm hiểu về dây thần kinh tủy. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về phần 1 La Mã, cấu tạo của dây thần kinh tủy. Các em nhìn ở đây là một đoạn đốt sống. Bên trong các em thấy bên ngoài là cái xương sống, và bên trong của xương sống đó chính là cái tủy sống nằm ở bên trong. Thì dây thần kinh tủy là xuất phát từ hai bên của cái tủy sống đi ra ngoài. Hai bên tủy sống như thế này, bên tay phải chúng ta đang có một cái chú thích là dây thần kinh tủy, thì bên tay trái nó cũng sẽ có một cái dây y chang như vậy, nó cũng sẽ là dây thần kinh tủy. Thì dây thần kinh tủy là dây thần kinh xuất phát từ tủy sống. Các em nhìn cái hình ở phía bên tay trái, mình sẽ thấy rõ ràng là từ tủy sống, ở hai bên tủy sống nó phát đi từng cặp dây thần kinh tủy, và tổng cộng từ trên xuống tới hết tủy sống tổng cộng có tất cả là 31 đôi dây thần kinh tủy. Vậy thì cấu tạo dây thần kinh tủy sẽ có những gì? Bây giờ các em sẽ nhìn trên hình. Hình này là hình cũng là một cái đốt sống cắt ngang, đây là một cái tủy sống cắt ngang. Thì các em sẽ thấy là ở phía trên bên tay trái của chúng ta là da, là phần da. Ở phía dưới bên tay phải là bắp cơ. Thì cái sợi dây thần kinh đi từ da vào trung ương thần kinh, cái hướng đi của nó là nó dẫn xung thần kinh từ da, tức là cơ quan phản ứng, vào trung ương thần kinh. Thì chúng ta đã học rồi, chúng ta gọi là sợi hướng tâm. Và cái sợi hướng tâm này nó sẽ đi vào trung ương thần kinh qua cái rễ sau. Các em sẽ thấy là hai bên tủy sống là có hai cái rễ ở đằng sau, phần gọi là rễ sau. Phần rễ sau này là nó sẽ tiếp giáp với lại cái phần lưng của chúng ta, cái mặt lưng của mình. Thì cái sợi hướng tâm nó sẽ đi ra từ hai cái rễ sau. Ở bên tay trái mình thấy là có một sợi xanh xanh, thì bên tay phải nó cũng sẽ có một cái sợi xanh xanh đi ra ngay rễ sau, là sợi hướng tâm, hay còn gọi là sợi dây cảm giác, vì nó dẫn xung thần kinh dạng cảm giác. Rồi, ở phía bên tay phải của chúng ta là cái sợi dây thần kinh nó dẫn xung thần kinh từ trung ương thần kinh đi ra ngoài bắp cơ, và nó sẽ dẫn cái sợi ly tâm này nó sẽ đi ra ngoài bắp cơ qua phần rễ trước. Thì mình thấy là ở phía trước của tủy sống nó sẽ có hai cái rễ nằm ở bên phía trước. Phần phía trước là cái phần giáp với mặt bụng của cơ thể mình. Thì nó sẽ đi ra từ rễ trước. Thì cái sợi dây thần kinh ly tâm chúng ta còn có thể gọi tên nó là sợi vận động, bởi vì nó dẫn xung thần kinh dạng vận động để phản ứng lại cái kích thích. Cái phần này chúng ta đã học ở bài số 6 rồi.
ở trong phần cung phản xạ. À, bạn nào không nhớ thì các em có thể mở ra các em xem lại cái phần cung phản xạ. À, như vậy ở bên tay trái thì là cái sợi dây màu đỏ đỏ là sợi ly tâm, bên tay phải mình có một sợi thì bên tay trái nó cũng sẽ có một sợi đi ra ngay cái phần rễ trước. À, và hai cái sợi ở sợi hướng tâm và sợi ly tâm ở rễ trước và rễ sau ở hai bên, khi nó đi ra cái lỗ lỗ nhỏ nhỏ lỗ nhỏ nhỏ màu hồng hồng gọi là lỗ tủy, thì nó sẽ nhập lại tạo thành mỗi bên một sợi, thì hai sợi tạo thành một, hai sợi đối xứng nhau tạo thành một đôi. À, và cứ như vậy ở đây chỉ là một cái đốt tủy sống thôi, và ở trên trên cơ thể mình có rất là nhiều đốt tủy sống chồng chồng lên nhau, thì cứ mỗi một đốt là một đôi, tổng cộng tất cả là 31 đôi từ trên xuống dưới. Ừ. Như vậy à, và chúng ta thấy là dây thần kinh tủy sẽ đi ra từ hai bên thế này. Như vậy thì mình sẽ có thể kết luận lại cấu tạo dây thần kinh tủy ha. Thứ nhất là từ tủy sống sẽ có tất cả là 31 đôi dây thần kinh tủy đi ra, và mỗi một dây thần kinh tủy thì nó sẽ gồm thứ nhất là các nhóm sợi cảm giác nối với tủy sống và rễ sau, và các sợi vận động nối với tủy sống và rễ trước, thì hai cái nhóm sợi này nó nhập lại với nhau tạo thành dây thần kinh tủy. Phần này các em sẽ chép bài vào tập sinh học, bài học cho cô nhé. Tiếp tục, cô và các em sẽ đi tìm hiểu về phần hai la mã, chức năng của dây thần kinh tủy. Thì ở trong phần hai la mã, các em mở sách giáo khoa ra trang 142, các em sẽ thấy là người ta có cho mình một cái thông tin. Cô sẽ đọc phần thông tin này cho các em nghe nhé. Muốn tìm hiểu chức năng của dây thần kinh tủy, cần nghiên cứu chức năng của các rễ tủy. Nhóm bạn Nga và bạn Thủy đã tiến hành mổ khung các đốt sống cuối cùng ở ếch để tìm hiểu rễ tủy. Sau đó tiến hành cắt các rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải và cắt rễ sau liên quan đến chi sau phía bên trái. Đợi ếch hết choáng, Thủy lần lượt kích thích các chi sau bên phải và bên trái. Cái kết quả quan sát được qua thí nghiệm đã được nghe đi vào bài 45. Tức là như thế nào? Thí nghiệm này sẽ diễn ra như thế nào? Các em nhìn vào trong hình, đây là hình con ếch. Ếch này là con ếch vẫn còn sống và các chức năng dây thần kinh tủy của nó vẫn chưa có bị hủy. Rồi đây chính là cái vị trí cái hình oval màu hồng hồng, chính là cái vị trí mà chúng ta sẽ tiến hành mổ ở ếch. Thì ở đây phần các em thấy là ngay vị trí này thì nó có cái tủy sống, các em sẽ thấy là ngay tại cái xuất phát từ cái đốt tủy này nó sẽ đi ra hai cái rễ rễ trước và rễ sau, hai rễ này nó nhập lại tạo thành cái dây thần kinh tủy ngay cái vị trí cái đốt sống mà chúng ta cần phải tiến hành thí nghiệm này, rễ trước ha. Rồi như vậy thì bây giờ người ta làm cái gì? Đầu tiên là người ta cắt cái rễ trước, cắt rễ trước ở phía bên phải, chi sau bên phải, cắt rễ trước của chi sau bên phải. Rồi, sau đó người ta lấy pha cái dung dịch axit HCl 1% và người ta nhúng cái chi sau bên phải đó vào cái lọ axit, chi sau bên phải của ếch vào axit, thì người ta rút ra được kết luận kết quả thí nghiệm đó là khi nhúng vào, khi mà cắt cái rễ rễ trước ở bên chi sau bên phải thì cái chi đó không co nữa, nhưng các chi khác thì nó vẫn co bình thường. Rồi sau đó người ta làm tiếp thí nghiệm thứ hai, đó là người ta cắt cái rễ sau, rễ sau ở trong hình các bạn thấy, các em thấy rễ sau này là cái rễ dẫn cái dây thần kinh dạng cảm giác từ chi sau bên phải, chi sau bên trái, thì cắt cái rễ sau của chi sau bên trái, thì sau đó người ta lại tiếp tục pha cái dung dịch
HCl 1% và nhúng cái chia sâu bên trái đó vào trong cái dung dịch HCl acid. Thì nếu như cái kết quả của thí nghiệm sẽ là không có chia nào, không có chia nào có hết. Như vậy. Rồi, như vậy mình sẽ thấy đây chính là cái tổng hợp của cái bảng kết quả thí nghiệm. Mình sẽ thấy ha. Thứ nhất là kích thích bằng HCl 1% chia sau bên phải. Điều kiện thí nghiệm là rễ trước bên phải bị cắt thì chân sau bên phải không co, nhưng co chân trái và hai chi trước. Là bởi vì sao? Bởi vì cái rễ trước ở bên phải bị cắt, mà cái rễ trước là cái rễ điều khiển sự vận động của cái điều khiển cái dây thần kinh dạng vận động để làm cho cái chi bên chi phải nó vận động. Và bây giờ mình đã cắt đi cái rễ trước, tức là mình cắt cái dây thần kinh điều khiển sự vận động, thì cái chi đó nó sẽ không co nữa. Nhưng tại sao những cái chi còn lại vẫn co? Là bởi vì khi mà chúng ta nhúng cái HCl 1% vào thì cái dây vận động bị cắt, nhưng cái dây cảm giác nó vẫn còn, nó chưa có bị cắt. Do đó con ếch nó vẫn cảm nhận được cái độ nóng của axit, khi nó cảm nhận được độ nóng thì nó sẽ phản ứng lại bằng cách là nó co các cái chân lên. Nhưng mà cho nên là các chân còn lại nó sẽ co, bởi vì giữa các cái sự mà dẫn các cái xung thần kinh giữa các cái dây nó sẽ giữa các cái chân nó sẽ có cái sự liên kết với nhau. Do đó chi sau bên phải không có co được là bởi vì nó đã bị cắt cái dây vận động rồi. Nhưng mà những cái chi còn lại nó không bị cắt dây vận động, cho nên nó vẫn cảm nhận được độ nóng của axit, cho nên nó sẽ co lên. Rồi, với thí nghiệm thứ hai nè. Kích thích bằng HCl 1% chia sau bên trái. Với điều kiện thí nghiệm là rễ sau bên trái bị cắt, thì rễ sau bên trái là cái rễ dẫn cái dây thần kinh dạng cảm giác, tức là dây cảm giác bị cắt. Sau đó mình sẽ lấy cái HCl và nhúng cái bằng cái chi sau bên trái đó vào trong cái chân đó luôn, và cái chân chi sau bên trái đó thì do dây cảm giác nó đã bị cắt rồi, cho nên là nó không có tiếp nhận được, xung thần kinh nó không tạo ra, cho nên nó không tiếp nhận được cái sự nóng của cái axit. Mà khi không tiếp nhận được thì nó sẽ không phản ứng lại, cho nên đó là lý do tại sao mà không có chi nào co cả, bởi vì nó không thể cảm nhận được độ nóng, do đó là mất đi cái dây thần kinh cảm giác. Được chưa nè? Rồi, như vậy thì mình có thể tóm lại rằng dây thần kinh tủy dẫn truyền xung thần kinh cảm giác và vận động, hay chúng ta còn gọi đó là dây pha, tức là cái dây này nó có cả hai sợi, vừa sợi cảm giác và vừa sợi vận động đi ra tạo thành dây thần kinh tủy luôn. Rồi các em chép phần này vào trong tập bài học sinh học với cô nhé. Bài học. Rồi, bài học đến đây là hết. Các em chép đầy đủ phần chép bài vào bài tập sinh học. Hẹn gặp lại các em ở bài học lần sau. Chúc các em học tốt nhé.